Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này thì cũng không phải là đi rừng hay chia sẻ cách trồng gì cả. Em muốn nói câu chuyện mà về vấn đề bán hàng với các bác. Thì trong những video đầu tiên em chia sẻ cho các bác về cái lan hái gấm ấy, thì có một cái hình lan rất là đẹp. Hình lan có giá em bán chỉ có 90.000 thôi. Đây chính là cái hình lan này này. Thì lúc đấy em đăng lên là cũng có rất là nhiều người hỏi, nhưng mà có một bác thì ở khu vực Hà Nội là chốt nhanh và gọi điện sớm nhất, thì em có chuyển cho bác ấy cái đóng gói đóng hàng rất là cẩn thận gửi cho bác ấy, gửi chuyển phát nhanh nhé. Mà bác ấy ở Hà Nội thôi thì em cũng ở gần khu vực đấy, mà thì trong ngày hôm sau là bác ấy nhận thôi. Nhưng mà chắc là như thế nào bác lại chê là cái cây nó héo quá, nó héo quá và không được tươi. Thế này em nghĩ rằng là cái cây của em thì vừa mới nhổ trên rừng về, chỉ cách khoảng 1-2 hôm thôi, chứ không thể nhổ ngay và bán ngay cho các bác được. Này nó phải có thời gian để em tỉa tót này, sắp xếp lại đồ đạc các thứ, là tỉa những cái lọc những cái phần cây thối các thứ đi, mà thì nó cũng phải mất thời gian chứ. Nên vậy là thôi, trong khoảng 2-3 ngày là chuyển ra đến tay các bác là cũng là rất là cây là rất là tươi rồi. Nhưng mà bác ấy chắc là bác ấy mới chơi lan, bác ấy chưa hiểu về cái cây lan hài này, và cũng chắc là ít chơi lan nữa. Nên từ đầu bác ấy có hỏi là trồng như thế nào, trồng bằng cái gì. Bác hỏi cái câu rất là trống không các bác ạ. Nhưng mà thôi, khách hàng thì em cũng phải tư vấn thôi ạ, bình thường thôi ạ. Thì em cũng tư vấn nhiệt tình bình thường, và khi hàng đã đến tay bác ấy rồi, cách mấy một hôm thôi là bác ấy chê mày gửi cho tao cây héo quá. Cây héo quá là cây như thế thì em cũng chịu bác, nên là em cũng không có giải thích nhiều, tại vì bác ấy không hiểu về bản chất vấn đề nên mình cũng không thể nào trách móc bác ấy được. Do vậy là em cho hàng quay đầu luôn. Và cái cây này có rất là nhiều bác hỏi và còn không để chia sẻ cho các bác, thì em chia sẻ cho bác đấy. Nhưng mà rất may lại gặp không đúng người, không đúng người thôi cây lại quay về với em. Và bây giờ em trồng này, thực ra là em không phải trồng đâu, mà em chưa có thời gian em trồng ấy, em chỉ đặt lổi lên kia bề mặt của cái chỗ trồng tạm này thôi. Mà bây giờ nó bắt đầu ra hoa này các bác này. Các bác nào mà xem kênh của em ấy, xem nhiều kênh của em hay là các video bán hàng thì em có bán cái cụm này rất là đẹp này, cụm hái gấm này, lúc em đăng hình lên 90.000 này. Mà bác ấy mua bác còn mặc cả giá cước các thứ nữa cơ, khổ lắm các bác ạ. Bán hàng ấy thì làm để chia sẻ cho các bác thôi, chứ lời lãi gì là mấy cái lan 50, 70 này. Mà 50, 70 thì các bác đi uống cà phê cũng hết mà. Nhưng mà công việc bán hàng các thứ là cũng không thể tránh khỏi được. Đây các bác xem là em gần như là em chỉ có đặt lổi trên cái bề mặt này thôi, là cây đã sống rồi. Các bác lưu ý cho em là cái cây lan lan hài hoặc là lan gì cũng thế thôi, khi mà đã gửi qua chuyển phát bưu điện hoặc là nói chung là gửi hàng chuyển phát đóng trong thùng thì kiểu gì về nó cũng héo một chút. Nhưng các bác không vì như thế mà các bác quá lo lắng và cây chết hay là cây héo, cây không đảm bảo. Các bác cứ bình tĩnh xử lý cho em và tưới tắm đều đặn, cây nó sẽ hồi lại nhanh thôi. Rễ riếc đầy đủ là cây cũng sẽ sống được. Thậm chí là cây lan hài này rễ nó rất ít nhưng mà nó vẫn sống được nha các bác nhé. Đây này, ví dụ như cây này em chỉ cần giữ ẩm tốt thôi là cây nó bắt đầu nó lá nó cứng cáp, nó tươi lại rồi. Lúc em mới trồng lên là nó rũ như tàu lá ấy. Chỉ khoảng 5-7 ngày em tưới nước là cây nó hồi lại ngay. Và gần như là em cứ để như thế này thôi, em để như này thì em có vùi xuống sâu đâu ạ. Thực ra nó rất là dễ trồng mà các bác, không có gì là khó trồng cả. Nhưng mà câu chuyện nói ra ở đây chính là các bác phải thông cảm cho những người bán hàng bên em. Và cái thứ hai là các bác nên tìm hiểu qua về cái điều kiện là về cái sinh trưởng của cây lan ấy, thì các bác sẽ trồng nó sống thôi, nó cũng không khó đâu, rất là đơn giản. Đây các bác nhìn cây xanh mướt rất là đẹp. Thôi thì 90.000 thì cũng chả làm gì cả, em quay đầu về thì mất thêm 20.000 tiền quay đầu nữa là lỗ rồi, lỗ mấy đơn hàng luôn ạ, không lại được 2-3 đơn hàng luôn. Nhưng mà em lại có được một cây lan đẹp, và em quyết định là cây này là em trồng. Em trồng chứ em không không bán nữa cả, vì chắc là nó có duyên với mình. Đây các bác xem là cái ngồng hoa này đấy, trông thế này thôi nhưng mà cái ngồng hoa này nó phải đến hè thì nó mới ra hoa được các bác nhá. Nhưng mà nó lớn rất là mau, cây rất là đẹp như này nhá mà còn chê héo.
thì em không biết là bác ấy chơi lan như thế nào. Và những cái cây mà nói chung là hàng xí đa rồi là hàng nó hỏng hết các thứ là em cũng cắm vào đây này, đây này, nó có rễ đâu các bác, nó vẫn sống nhé, sống bình thường nhé, lá vẫn xanh tươi này, mình giữ ẩm tốt là được ạ, nhưng mà không nên là vùi sâu quá nhé, vùi gốc sâu quá là nó bị thối này. Những cây như này, những cây như này rất là xấu, em giữ lại em trồng hết mà, đây này, có tí rễ thôi, giữ lại trồng hết mà chắc chắn là sống, và có cây còn ra cả mèo nữa này, đây này, như cái này là bắt đầu có mèo hoa rồi này, đây. Đây, nó chỉ có từng này rễ thôi các bác này, đây. Nó có mỗi một cái rễ rồi, xong rồi nó bị gãy nhiều rồi, nó vẫn ra mèo hoa đây các bác nhé, đây này, cái mèo hoa này, các bác nhìn kỹ cho em này. Chính là cái mèo hoa đấy. Đây em chỉ có cắm như này thôi và cái đất ẩm này là nó sống ấy. Đây, các bác lưu ý là các bác đừng có trồng theo kiểu của em nhé, cái đất ẩm này nhé, nên là trồng như này không đúng đâu, tại vì em không có thời gian mà em cũng không có diện tích mà không có nhiều chậu chiếc giá thể em trồng nên là em phải trồng tạm như này, nhưng mà cái đặc tính sinh trưởng của cây thì em cũng lắm được nên ra là em nghĩ là chắc chắn là cây sẽ sống, nên em làm như này là cây tạm thời thôi, trước sau thì em sẽ trồng vào chậu, khi nào cây nó cứng cáp hơn một chút, nó ra rễ nhiều hơn thì em sẽ trồng vào chậu. Đấy, như cây này đây các bác nhìn thấy rất là đẹp, cái hải gấm này, hải gấm thì rất là dễ trồng rồi, miền Nam miền Bắc đều trồng được để ra hoa nhé, có một số khách mua trong miền Nam gửi cho em là bắt đầu là có ngồng hoa rồi các bác nhé, có mèo rồi, đây này. Bên này cũng thế này, cây ra rất là nhiều mèo này, đây. Cây ra mèo đấy, những cái hàng tươi mà bán không hết thì thôi thì em lại giữ lại trồng thôi, đây giờ tươi xanh tươi hết rồi các bác này, đây này em chỉ có đặt lên và giữ ẩm thôi, có làm cái gì đâu, các bác trồng cầu kỳ vào, các bác trồng trộn phân nọ tỷ lệ kia thì lắm lúc tư vấn là em cũng nghe rất là choáng, thật sự là không biết tư vấn cho bác kiểu gì cả, em thì trường phái của em là đơn giản nhé, có sao trông vậy thôi, có gì nói vậy nhé. À, khi nào cái cây này nó chắc phải vài một vài hôm nữa là em sẽ cho vào một chậu đẹp, chậu này khá là to đẹp thì trồng cái cụm này là mẫu là ra hoa thì cây hoa cho các bác xem cái làn hải gấm này nhé. Đây các bác xem nhìn cái bộ rễ rất là khỏe, bộ rễ khỏe như này. À, bác ấy còn nói là mày mày gửi cho tao thì cân nặng gì mà tàn tàn rễ là rễ cây thì bé, nhưng bác có hiểu bản chất vấn đề đâu cả, tại vì cái lan hải này là mình nên giữ lại tất cả các rễ nếu có thể nhé, nếu mà to quá thì em không nói làm gì, mình nên giữ lại tất cả những cái rễ có thể vì cái lan hải nó sinh trưởng phát triển rất là chậm, nó không giống các loại lan khác, các bác lưu ý cho em là như thế. Khi nhận hàng về thì các bác nhớ là đừng tưới tắm ngay vội, để cho nó khoảng một hai hôm ấy, để chỗ râm mát thôi, không tưới nước không làm gì cả, cho nó thích nghi với cái điều kiện môi trường xung quanh đã, xong rồi các bác mới tiến hành là xử lý nhá, ngâm cái gì thì ngâm, em thì em thường ngâm nước khoảng một ngày gì đó, nếu các bác sợ nó bị thối thì các bác ngâm khoảng 3 4 tiếng đấy, xong rồi các bác để cho nó khô ráo rồi các bác tiếp tục ngâm kích rễ gì thì ngâm, em thì em trồng luôn tại vì số lượng của em rất là nhiều là em cũng không thể nào làm tỉ mỉ được và em cũng không có thời gian, công việc chính của em cũng không phải là bán lan ấy. Đó là đi rừng thì tiện thể lấy thôi và cái bà con cũng bảo lấy à, rừng thì bà con đi về lấy chia sẻ cho các bác để kiếm thêm thu nhập cho bà con và cũng là tiền xăng xe đi lại cho em, làm video cho các bác xem đấy, chính là nhu cầu chính đáng, nó đơn giản thế thôi, không có cái gì là gọi là quá là kinh doanh cầu kỳ cả, bán thì rất là rẻ, có 50.000 một phần về các bác trồng 4 5 chậu trồng tẹt. Đây là những cái lan như kiểu lan bạc diệp này em phải trồng lại này, cái lô vừa rồi nó hơi bị xấu ấy. Không hiểu sao là cái lan bạc diệp này ít người chơi ấy. Tại cái lan này nó lạ mà. Cái ngồng hoa của nó đây này các bác này, ngồng hoa rất là to đấy. Thì trong video này thì em chia sẻ câu chuyện này thôi, bán hàng thì không thể vừa lòng tất cả mọi người được, nhưng mà có những bác thì các bác ấy chưa hiểu về bản chất vấn đề của cây ấy. Đâm ra là nhiều cái nó gây thiệt hại cho em. Rất là cảm ơn các bác đã xem video nhé. Rất mong là các bác nào đã theo dõi kênh thì luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh.
em sẽ làm những video đi rừng hay hơn và chia sẻ nhiều hơn về kinh nghiệm trồng của em. Có thể là nó chưa hoàn toàn là chuẩn xác, nhưng mà em biết gì em sẽ chia sẻ đấy nhé các bác nhé. Chân thành cảm ơn các bác ạ.